Bạn trong video ngày hôm nay, iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển dữ liệu từ bảng sang văn bản. Giả sử chúng ta sẽ có một file văn bản với dữ liệu bảng như hình dưới đây để cần chuyển đổi sang văn bản. Các bước thực hiện sẽ như sau. Bước 1, các bạn sẽ bôi đen toàn bộ nội dung bảng cần chuyển đổi và sau đó các bạn sẽ nhấn vào thẻ Layout. Và ở mục Data, các bạn sẽ chọn biểu tượng Convert to Text. Ở tùy chọn thứ nhất, Paragraph Mark, thì các dữ liệu trong bảng sẽ được chuyển thành một hàng duy nhất. Và ở tùy chọn thứ hai là mục Tab, thì dữ liệu trong bảng sẽ được giữ nguyên bố cục như bảng bình thường. Và ở tùy chọn thứ ba là Comma, các dữ liệu trong bảng sẽ được tách ra bởi dấu phẩy. Và lựa chọn cuối cùng, Order, là dữ liệu của bạn sẽ được ngăn cách ra bởi ký hiệu, tùy chọn theo ý của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Group.